trong nhóm 10, nhóm tiếp theo trình bày cái chương 12. Rồi, ok, nghe được rồi. Dạ. À, thì như thầy đã vừa mới giới thiệu sơ qua về chương 12 của nhóm chúng em, thì chúng em sẽ đi vào cái phần phần chương 12, đó là vai trò của khách hàng trong cái chuyển giao dịch vụ. Thì ở chương thì gồm có 3 cái mục tiêu chính. Thứ nhất là minh họa tầm quan trọng của khách hàng trong việc cung cấp, tạo ra dịch vụ thành công và tạo cái trải nghiệm cho dịch vụ. Thứ hai là thảo luận về vai trò của khách hàng, sử dụng dịch vụ, các cái nguồn lực sản xuất, tổ chức, những người đóng góp và đồng tạo ra giá trị, các đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng là giải thích các chiến lược để thu hút khách hàng, sử dụng các dịch vụ một cách hiệu quả để mà tăng cường sự hài lòng, chất lượng và giá trị và năng suất. Vai trò của khách hàng thì gồm có 4 nội dung chính. Thứ nhất là tầm quan trọng của khách hàng trong cái việc đồng sáng tạo ra dịch vụ. Thứ hai là vai trò của khách hàng. Thứ ba là công nghệ tự phục vụ, tính năng tối ưu trong cái sự tham gia của khách hàng. Và cuối cùng là các chiến lược để mà tăng cường sự tham gia của khách hàng. Thì để hiểu hơn về những cái vai trò, cái tầm nội dung chính của chương thì mời phần thuyết trình tiếp theo của bạn Lương Thị Trang ạ. Dạ, em chào thầy và các bạn. Thì sau đây em xin thêm, em tên là Lương Thị Trang. Sau đây em xin thay nhóm trình bày phần tầm quan trọng của khách hàng trong việc tổ chức và phân phối dịch vụ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách khách hàng mở rộng khoảng cách dịch vụ. Thì vì khách hàng là người tham gia sản xuất dịch vụ và tạo ra giá trị, nên họ có thể làm mở rộng khoảng cách 3, khoảng cách hiệu suất dịch vụ. Thì bản thân khách hàng có thể ảnh hưởng đến việc liệu dịch vụ có đáp ứng được các mong muốn do khách hàng chỉ rõ hay không. Đôi khi khách hàng làm mở rộng khoảng cách hiệu suất dịch vụ vì họ thiếu hiểu biết về vai trò của mình, nhất là trong với một dịch vụ mà lần đầu tiên họ sử dụng. Thì khách hàng có thể hiểu rõ vai trò của họ nhưng mà họ không muốn hoặc là không thể thực hiện vai trò của mình. Ví dụ như trong bối cảnh câu lạc bộ sức khỏe, có thể hiểu rằng để có thể có được thể chất tốt thì họ phải tuân theo các hướng dẫn tập luyện do các huấn luyện viên thiết lập. Nếu lịch trình làm việc hoặc là có bệnh tật hoặc là thiếu động lực khiến các thành viên đó không tuân theo các nguyên tắc của họ thì dịch vụ này sẽ không thành công, là do khách hàng không thực hiện. Tiếp theo là các khách hàng có thể chọn không thực hiện các vai trò của họ vì họ nghĩ họ không được khen thưởng vì mấy cái đóng góp công sức của họ. Ví dụ như nhiều khách hàng ở cửa hàng tạp hóa không chọn sử dụng tính năng tự thanh toán tự động vì họ không thấy lợi ích về sự tốc độ và tiện lợi đó. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ bị lôi kéo thông qua việc giảm giá, thuận tiện hơn hoặc một số lợi ích hữu hình khác thì họ có nhiều khả năng sẽ sẵn sàng thực hiện vai trò của mình hơn. Thì khoảng cách về hiệu suất dịch vụ có thể được nới rộng không phải thông qua do các hành động của một bộ phận khách hàng mà là do những khách hàng khác làm. Các khách hàng khác đang ở trong nhà máy dịch vụ hoặc nhận dịch vụ đồng thời. Ví dụ như là hành khách đi máy bay hoặc là học sinh đang ở trong lớp học hoặc là chờ đến lượt nhận dịch vụ tuần tự, giống như các khách hàng của ngân hàng đang xếp hàng chờ rút tiền, có thể ảnh hưởng đến việc liệu dịch vụ có được cung cấp một cách hiệu quả hay là không. Thì cuối cùng các phân khúc của thị trường không tương thích thì cũng sẽ làm nới rộng khoảng cách hiệu suất dịch vụ. Tiếp theo là về tầm quan trọng của chính bản thân khách hàng trong cung cấp dịch vụ. Thì sự tham gia của khách hàng ở một mức độ nào đó là không thể tránh khỏi trong mọi tình huống dịch vụ. Thì dịch vụ là hành động hoặc biểu diễn thường được sản xuất và tiêu dùng đồng thời. Trong nhiều tình huống, nhân viên, khách hàng, thậm chí là những người khác trong môi trường dịch vụ tương tác để tạo ra kết quả dịch vụ cuối cùng. Bởi vì họ tham gia, khách hàng không thể thiếu trong quá trình sản xuất của tổ chức dịch vụ. Và trong nhiều tình huống thì họ có thể kiểm soát hoặc đóng góp đáng kể vào sự không hài lòng của chính mình. Về bản thân khách hàng, thì vì khách hàng tham gia vào quá trình giao hàng, sản xuất và tạo ra giá trị dịch vụ, nên họ có thể đóng góp thu hẹp hoặc là mở rộng khoảng cách 3 thông qua các hành vi như là hành vi phù hợp hoặc không phù hợp, hiệu quả hoặc không hiệu quả, hữu ích hoặc không hữu ích. À,
Đây là các cấp độ, đặc điểm và ví dụ về sự tham gia của khách hàng trên các dịch vụ khác nhau. Thì ở đây là có 3 cấp độ. Đó chính là cấp độ đầu tiên là cấp độ thấp. Thì cấp độ này yêu cầu sự hiện diện của khách hàng trong quá trình sản xuất dịch vụ. Đây, cấp độ này có đặc điểm là dịch vụ được tiêu chuẩn hóa, dịch vụ được cung cấp không phụ thuộc vào bất kỳ giao dịch mua cá nhân nào. Thanh toán có thể là đầu tư yêu cầu duy nhất của khách hàng. Thì ví dụ về người tiêu dùng thì giống như là du lịch hàng không, nhà trọ hoặc là nhà hàng thức ăn nhanh. Ví dụ khách hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thì là dịch vụ giặt đồng phục, kiểm soát mấy côn trùng gây hại, dịch vụ bảo dưỡng cây xanh nội thất. Về cấp độ thứ hai là cấp độ trung bình, thì cấp độ này yêu cầu đầu vào của khách hàng để tạo ra dịch vụ. Cấp độ này có đặc điểm là đầu vào của khách hàng cần phải là cung cấp những thông tin tài liệu để dịch vụ có thể hoàn chỉnh tốt hơn, cung cấp dịch vụ yêu cầu khách hàng mua. Đầu vào của khách hàng là cần thiết để có một kết quả tương xứng. Ví dụ về người tiêu dùng đó là cắt tóc, khám sức khỏe hàng năm, nhà hàng phục vụ đầy đủ. Ví dụ về khách hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là chiến dịch quảng cáo do đại lý tạo, dịch vụ tính lương hoặc là vận chuyển hàng hóa. Về cấp độ cao thì cấp độ này thì chính là khách hàng tạo ra dịch vụ. Có đặc điểm là sự tham gia tích cực của khách hàng, hướng dẫn dịch vụ tùy chỉnh. Dịch vụ không được tạo ra ngoài việc mua hàng và tham gia tích cực của khách hàng. Đầu vào của khách hàng lựa chọn và hành động tạo nên kết quả. Ví dụ về người tiêu dùng giống như là tư vấn hôn nhân, huấn luyện viên cá nhân hoặc là các chương trình giảm cân. Ví dụ về khách hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là tư vấn quản lý, hội thảo quản lý điều hành, cài đặt mạng máy tính. Thì đây cho ta thấy được hiệu quả của sự tham gia của khách hàng ở tất cả các cấp sẽ ảnh hưởng đến năng suất của tổ chức và cuối cùng là chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Tiếp theo là về phần quan trọng của khách hàng thân thiết trong cung cấp dịch vụ. Thì trong nhiều bối cảnh dịch vụ thì khách hàng nhận hoặc đồng thời tạo ra dịch vụ với những khách hàng khác hoặc là phải đợi đến lượt của mình trong khi những khách hàng khác đang được phục vụ. Thì trong cả hai trường hợp, các khách hàng thân thiết có mặt trong môi trường dịch vụ có thể ảnh hưởng đến bản chất và kết quả hoặc quy trình dịch vụ. Khách hàng thân thiết có thể nâng cao hoặc làm giảm sự hài lòng và nhận thức của khách hàng về chất lượng. Một số cách mà khách hàng thân thiết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm dịch vụ là thể hiện các hành vi gây rối, gây ra các sự chậm trễ, đông đúc quá mức và quấy phá đáp trả nhu cầu không tương thích. Trong các nhà hàng, khách sạn, máy bay và các môi trường khác mà khách hàng phải nhăn mặt khi nhận được các dịch vụ như là trẻ em khóc, khách quen hút thuốc và các nhóm gây ồn ào ngố ngược có thể gây rối và làm giảm trải nghiệm của những khách hàng thân thiết khác. Trong các lớp học đại học và các loại môi trường giáo dục và đào tạo khác, khách hàng thường phàn nàn khi các khách hàng đồng nghiệp làm gián đoạn và làm giảm kinh nghiệm của người khác bằng cách sử dụng máy tính xách tay hoặc là nhắn tin trên điện thoại của họ theo cách gây mất tập trung. Thì cuối cùng những khách hàng được phục vụ đồng thời nhưng có nhu cầu không tương đồng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. Thì tình huống này được khách hàng nâng cao sự hài lòng và chất lượng cho những khách hàng thân thiết của họ cũng như làm giảm giá trị của họ. Đôi khi sự hiện diện đơn thuần của những khách hàng khác thì sẽ giúp nâng cao sự trải nghiệm, chẳng hạn như tại các sự kiện thể thao, rạp chiếu phim và các địa điểm giải trí khác. Thì khách hàng thân thiết cung cấp một khía cạnh xã hội tích cực cho trải nghiệm dịch vụ. Khách hàng có thể giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu và kết quả dịch vụ. Ví dụ như sự thành công của tổ chức Wayfair phụ thuộc đáng kể vào tình bạn thân thiết và sự hỗ trợ mà các thành viên trong nhóm cung cấp cho nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của các thành viên trong gia đình, thường được gọi là khách hàng trong bối cảnh này. Thì trong việc hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện, việc chăm sóc và phục hồi hoàn toàn, một số bệnh viện thậm chí đã bắt đầu khuyến khích các thành viên trong gia đình ở lại và hỗ trợ những người thân yêu của họ được chăm sóc trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, biến các thành viên trong gia đình thành những thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe. Sau đây là phần trình bày tiếp theo. Em sẽ nhường cho bạn tiếp theo ạ. Em cảm ơn.
Để rồi tiếp theo, một trong những cái phần quan trọng của chương thì đó là vai trò của khách hàng. Thì trong cái vai trò của khách hàng thì gồm có ba nội dung chính: khách hàng là nguồn lực sản xuất, khách hàng là người đóng góp cho cái chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và giá trị; khách hàng là đối thủ cạnh tranh. Thì khách hàng là nguồn lực sản xuất, bởi vì khách hàng dịch vụ thì được một số chuyên gia thì tin rằng là hệ thống phân phối thì nên được tách biệt càng nhiều càng tốt, khi mà các yếu tố đầu vào thì có thể làm giảm cái sự không chắc chắn mà họ có thể mang lại trong quá trình sản xuất dịch vụ. Thì quan điểm này thì nó nói lên rằng là khách hàng là nguồn lực không chắc chắn chính trong cái thời điểm yêu cầu của họ, tức là họ không thể kiểm soát được cái hành động và cái thái độ của khách hàng. Thì một kết luận ở vấn đề này đó là bất kỳ hoạt động nào nếu mà không yêu cầu sự tiếp xúc hoặc là tham gia của khách hàng á, thì nên được thực hiện xa khách hàng, tức là càng ít tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng và hệ thống quản lý dịch vụ càng nhiều thì tiềm năng mà để hệ thống hoạt động ở hiệu suất cao nhất càng lớn. Tuy nhiên thì một số khía cạnh khác thì những cái chuyên gia khác thì lại cho rằng là dịch vụ có thể được cung cấp một cách hiệu quả nhất nếu mà khách hàng thực sự coi là nhân viên một phần và vai trò là đồng sản xuất của họ được thiết kế tối đa hóa những cái đóng góp của họ vào quá trình tạo ra dịch vụ. Thì với những quan điểm này, năng suất của tổ chức thì có thể được tăng lên nếu mà khách hàng được giáo dục để mà thực hiện các hoạt động mà liên quan đến những cái công việc mà họ đang làm, hoặc là những cái việc mà làm khi hiệu quả hơn những cái việc mà họ đang làm á, tức là nhằm mục đích là tăng tốc cái quá trình cho khách hàng trong khi mà giải phóng cho các nhân viên làm những cái việc khác. Một cái ví dụ như là sự ra đời của nhiều dịch vụ hàng không như là tự động ký gửi hành lý, tự đặt vé thì nó đã giúp cho giải phóng những cái nhân viên khác làm nhiệm vụ khác, thì năng suất của tổ chức đã tăng lên bằng cách là sử dụng khách hàng như là một nguồn lực để mà hoàn thành những cái công việc mà đáng lý ra là của nhân viên làm. Và để hiểu thêm về những cái phần quan trọng tiếp theo thì mời phần thuyết trình của bạn tiếp theo ạ. Chào thầy và các bạn, em là Đồng Ngọc Mai. Em xin thuyết trình phần tiếp theo. Vai trò thứ hai của một vai trò thứ hai của khách hàng đó là khách hàng có thể đóng góp vào sự hài lòng của chính họ cũng như chất lượng và giá trị cuối cùng của khách của các dịch vụ mà họ trải nghiệm. Sự hài lòng của khách hàng, sự hài lòng của chính họ đối với dịch vụ bằng cách thực hiện vai trò của họ một cách hiệu quả bằng cách làm việc với nhà cung cấp dịch vụ. Khách hàng có thể ít quan tâm rằng họ đã tăng năng suất của tổ chức thông qua sự tham gia của họ, nhưng có thể quan trọng như nhau nhưng bối cảnh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Ví dụ như các công ty trong ngành vận tải đường bộ và đường biển nhận thấy rằng trong nhiều tình huống khách hàng tự gây ra sự không hài lòng đối với dịch vụ do đóng gói lô hàng không cẩn thận dẫn đến bị vỡ hoặc chậm trễ trong khi các mặt hàng khác được đóng gói lại. Nghiên cứu cho thấy rằng những khách hàng tin rằng họ đã làm phần việc của mình có hiệu quả trong các tương tác dịch vụ sẽ hài lòng hơn với dịch vụ. Một nghiên cứu khác về ngân hàng, khách hàng của ngân hàng được yêu cầu tự đánh giá về các câu hỏi liên quan đến sự đóng góp của họ trong việc cung cấp dịch vụ về những gì họ đã làm, ví dụ như hợp tác với nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin thích hợp và cách họ đã thực hiện, ví dụ như về sự thân thiện và lịch sự của nhân viên ngân hàng. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng những khách hàng trả lời tích cực hơn về các câu hỏi về sự tham gia của chính họ cũng sẽ hài lòng hơn với ngân hàng. Nghiên cứu trong bối cảnh khác thì lại cho thấy nhận thức của khách hàng về chất lượng dịch vụ sẽ tăng lên khi có mức độ tham gia nhiều hơn. Chất lượng dịch vụ mà họ nhận được. Khách hàng đóng góp vào việc cung cấp dịch vụ có chất lượng khi họ đặt ra câu hỏi, tự chịu trách nhiệm về sự hài lòng của mình và khiếu nại khi có sự cố trong dịch vụ. Những khách hàng chịu trách nhiệm và những nhà cung cấp khuyến khích khách hàng trở thành đối tác của họ trong việc xác định và thỏa mãn nhu cầu của chính họ, cùng tạo ra mức chất lượng dịch vụ cao hơn. Tính năng toàn cầu cho thấy KLCA của Thụy Điển đã thu hút
khách hàng một cách sáng tạo như thế nào trong một vai trò mới. KLCA muốn khách hàng hiểu rằng vai trò của họ không phải là tạo tiêu thụ giá trị mà là tạo ra giá trị đó. Những khách hàng này nhận thấy hành động tham gia về bản chất là hấp dẫn. Họ thích sử dụng Internet để mua vé máy bay, giao dịch ngân hàng qua máy ATM và trực tuyến hoặc mua sắm tại KLCA. Thông thường, những khách hàng thích tự phục vụ trong một bối cảnh cũng có khuynh hướng tự phục vụ trong những bối cảnh khác. Điều thú vị là bởi vì khách hàng sử dụng dịch vụ phải tham gia vào công việc vào việc tạo ra và tạo ra dịch vụ, họ thường tự trách mình khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Họ thường đặt ra những câu hỏi là tại sao phải mất quá nhiều thời gian để chẩn đoán chính xác về vấn đề sức khỏe của tôi? Tại sao hợp đồng dịch vụ cung cấp thức ăn cho quán cà phê của công ty chúng tôi lại đầy sai sót? Tại sao phòng chúng tôi dành cho cuộc họp của chúng tôi lại không có sẵn khi chúng tôi đến? Nếu như khách hàng tin rằng họ phải chịu trách nhiệm một phần nào đó hoặc toàn bộ khi những lỗi như thế này xảy ra, họ ít nhất sẽ cảm thấy ít không hài lòng hơn với nhà cung cấp dịch vụ hơn là khi họ tin rằng nhà cung cấp phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Có thể hiểu là khi dịch vụ tốt hơn mong đợi, khách hàng những người đã tham gia có xu hướng coi trọng kết quả và ít hài lòng hơn với công ty so với những khách hàng chưa tham gia. Tuy nhiên, khi kết quả tồi tệ hơn mong đợi thì những khách hàng đã chọn tham gia sản xuất dịch vụ ít không hài lòng với dịch vụ hơn những khách hàng đã chọn không tham gia. Có lẽ là do những khách hàng tham gia đã mắc phải một số lỗi. Tiếp theo là một vai trò khác nữa của khách hàng, đó là khách hàng đóng vai trò là đối thủ cạnh tranh. Nếu khách hàng tự phục vụ có thể được coi là nguồn lực của công ty hoặc là người làm thuê một phần nào đó, thì họ cũng có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ dịch vụ do chính họ mà không cần đến nhà cung cấp. Do đó thì khách hàng theo một nghĩa nào đó là đối thủ cạnh tranh của công ty cung cấp dịch vụ. Các quyết định cho đổi nội bộ so với bên ngoài tương tự nhau được thực hiện bởi các tổ chức. Các công ty thường chọn thuê ngoài các hoạt động dịch vụ như trả lương, xử lý dữ liệu, nghiên cứu, kế toán, bảo trì và quản lý các mối quan hệ liên kết. Họ thấy thuận lợi khi tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và giao các dịch vụ hỗ trợ này cho những người khác có chuyên môn cao hơn. Ngoài ra thì một công ty có thể quyết định ngừng mua dịch vụ bên ngoài và đưa quy trình sản xuất dịch vụ vào nội bộ. Việc một hộ gia đình hay một công ty chọn sản xuất dịch vụ cụ thể cho chính họ hay ký hợp đồng với bên ngoài dịch vụ thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một mô hình trao đổi nội bộ được đề xuất cho thấy rằng các quyết định như vậy phụ thuộc vào những yếu tố sau. Đầu tiên là năng lực chuyên môn. Khả năng sản xuất dịch vụ trong nội bộ sẽ tăng lên nếu các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp có kỹ năng và kiến thức cụ thể cần thiết để sản xuất dịch vụ đó. Có chuyên môn hay không, không nhất thiết sẽ dẫn đến dịch vụ nội bộ sản xuất. Tuy nhiên thì vì các yếu tố khác như nguồn lực sẵn có và thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định. Đối với các công ty thì việc đưa ra quyết định thuê ngoài thường dựa trên việc nhận ra rằng họ có thể có chuyên môn nhưng người khác có thể làm điều đó tốt hơn. Yếu tố thứ hai đó là khả năng tài nguyên. Để quyết định sản xuất một dịch vụ trong nội bộ, hộ gia đình, công ty hoặc công ty phải có nguồn lực cần thiết, bao gồm con người, không gian, thời gian, bao gồm không gian, tiền bạc, thiết bị và vật liệu. Nếu các tài nguyên không có sẵn trong nội bộ thì việc trao đổi bên ngoài nhiều hơn là rất có thể. Thứ ba đó là dung lượng thời gian. Thời gian là một yếu tố quan trọng trong các quyết định trao đổi nội bộ hoặc bên ngoài. Các hộ gia đình và các doanh nghiệp có đủ năng lực về thời gian có khả năng sản xuất dịch vụ nội bộ hơn là các nhóm bị hạn chế về thời gian. Thứ tư đó là phần thưởng kinh tế.
những lợi thế hoặc bất lợi về À, thế thầy của nghĩ cạnh là các bạn không cần phải trình bày một cách quá chi tiết như này, tại vì thực ra là slide thì thầy đã cung cấp cho các bạn dễ dàng tiếng Anh rồi, mình chỉ modify lại và điều chỉnh thêm, và cái quan trọng là mình bổ sung thêm những cái ví dụ để mình phân tích cho các bạn dễ hình dung, chứ mình không cần phải diễn giải lại toàn bộ các cái nội dung ở trong cái sách, bởi vì là tất cả các bạn có thể đọc được, cái chuyện này là các bạn phải đọc để là mà các bạn hiểu, còn hiểu thêm, còn mình nhóm là chỉ trình bày những cái vấn đề chính và đưa thêm những cái ví dụ để làm sâu sắc hơn cái phần trình bày của mình thôi. Chứ bây giờ lên mà ngồi đọc hết nguyên một cái chương như này thì nó, thầy nghĩ rằng là nó không nên, và nó không thực sự hiệu quả. Đấy, cho nên rằng là bạn Mai chắc là lướt nhanh dùm thầy thôi. Phần nào quan trọng mà em nghĩ là nó nhóm nghĩ là nó quan trọng của cái nội dung này, dựa trên những cái tài liệu mà thầy đã cung cấp. Còn lại thì mình không nên đi vào những cái chi tiết và đọc như vậy nhé. À. Điều quan trọng còn nhiều trong phần này nó tức là trong nhiều cơ sở doanh nghiệp dịch vụ thì khách hàng có thể là thường thường chọn sản xuất toàn bộ hoặc một phần dịch vụ cho chính họ. Do đó, việc nhận thức rằng khách hàng có thể là nguồn lực sản xuất và là người tạo ra chất lượng và giá trị, các tổ chức cũng cần nhận ra vai trò của khách hàng như một đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn sau. Cảm ơn thầy. Mai là cái phần bạn vừa trình bày là đồng thì Mai đúng không? Đồng thì Ngọc Mai đúng Dạ, Đồng Thị Ngọc Mai ạ. không? Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào thầy và các bạn. Em là Đặng Sơn Tùng và sau đây em sẽ trình bày phần công nghệ từ phục vụ. Thì người tiêu dùng thời hiện đại thì mong muốn được giải phóng khỏi những nỗi phiền toái xếp hàng mất thời gian. Họ có thể mua sắm đáp ứng các nhu cầu cá nhân mà không cần trò chuyện với người cung cấp. Thì với công nghệ từ phục vụ thì chỉ cần một cú chạm màn hình là máy tính thì có thể rút tiền ngân hàng, mua khí đốt, đặt vé xem phim hoặc là mua thức ăn, vân vân. Đó là sách lược mở rộng thị trường và chiếm lòng tin hiệu quả nhất của doanh nghiệp. Thì sự phổ biến của công nghệ phục vụ nó rất là nhiều ngành nghề khác nhau, như là về ngân hàng trực tuyến, máy ATM, thanh toán, thủ tục, làm thủ tục hàng không, mua sắm trên internet. Nói chung là rất nhiều các ứng dụng của công nghệ từ phục vụ. Mà trong số các công nghệ từ phục vụ ở đây được liệt kê ở đây á, thì có thể nói là máy ATM, đặt hàng trực tuyến và làm thủ tục hàng không thì rất được sự thành công và được khách hàng đón nhận vì những lợi ích mà nó cung cấp về sự tiện lợi và khả năng tiếp cận và rất là dễ sử dụng. Lợi ích đối với các công ty khi ứng dụng công nghệ từ phục vụ này là rất là tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu. Còn về bán vé máy bay và kiosk cửa hàng tạp hóa tự quét thì rất được khách hàng đón nhận nhanh chóng vì sự miễn cưỡng của khách hàng trong việc chấp nhận và phản ánh nhiều yếu tố như là sợ hãi về công nghệ hoặc là họ ý thức là quét và đóng gói hàng tạp hóa là công việc của nhân viên của cửa hàng chứ không phải là họ, thì làm sự thất bại. Sự thất bại xảy ra là khách hàng thấy ít lợi ích cá nhân hơn là quan điểm công nghệ mới, hoặc là họ không có khả năng sử dụng nó, hoặc là họ không biết cách sử dụng. Thì các công ty mà sử dụng thành công á, thì vì họ cung cấp được các lợi ích rõ ràng của công nghệ này, được thay thế chế độ giao hàng và công nghệ thân thiện với người dùng và rất là đáng tin cậy. Ngoài ra thì họ làm khách hàng hiểu vai trò của mình và có khả năng sử dụng cái công nghệ đó. Qua thôi. Lợi ích của công nghệ từ phục vụ thì
tiết kiệm chi phí do không phải thuê nhiều nhân viên làm, từ đó làm tăng doanh thu của họ lên, xong rồi còn là việc cắt giảm này sẽ giúp cửa hàng chuyên nghiệp hơn, không có tình trạng nhốn nháo ồn ào khi khách hàng đứng đợi hoặc là xếp hàng. Tự phục vụ sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian hơn. Thì thấy được rõ ràng là cửa hàng hoạt động rất là hiệu quả, không sẽ ra ùn tắc hay khách hàng phải chờ đợi lâu, chất lượng được nâng cao thì từ đó doanh số sẽ tăng lên. Sau đây đây là một ví dụ về khai thế theo khối của HR, thì nó gồm có 6 bước khi mà khai thế. Thứ nhất là khách hàng tham khảo ý kiến của trang web để biết các mẹo và trợ giúp, sau đó là tự chuẩn bị và nộp tờ khai thế. Bước thứ hai là mua phần mềm và sử dụng phần mềm để khai thế trực tuyến. Thứ ba là khách hàng chuẩn bị một phần việc trả lại hàng và gặp cố vấn của công ty để kiểm tra lại trước khi hoàn thành nó và nộp trực tuyến. Thứ tư là cố vấn của HR sẽ gặp khách hàng và cung cấp hướng dẫn và các lời khuyên. Sau đó khách hàng sẽ chuẩn bị và nộp tờ khai thế bằng phần mềm. Bước thứ năm là cố vấn thuế sẽ gặp gỡ khách hàng và giúp khách hàng chuẩn bị tờ khai thuế tại văn phòng và cung cấp cái hướng dẫn hoàn thành quy trình, và khách hàng sẽ lập hồ sơ. Bước cuối cùng là cố vấn thuế của HR Lock sẽ gặp khách hàng và chuẩn bị tờ khai thuế nộp cho khách hàng và cung cấp các bản sao của lợi nhuận. Dạ, phần trình bày của em xin hết, em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn sao ạ. Em cảm ơn. Chào thầy và các bạn, em là Ngọc Bích. Sau đây em sẽ trình bày về chiến lược nâng cao của sự tham gia của khách hàng. Thì mức độ và bản chất của sự tham gia của khách hàng và quá trình dịch vụ là các quyết định chiến lược có thể tác động đến năng suất của tổ chức, vị trí của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và sự lòng của khách hàng. Thì để hiểu rõ hơn thì sau đây mình các chiến lược cho tăng cường cuộc sự khách hàng để hiệu quả của khách hàng trong khi tham gia thì xác định vai trò của khách hàng, làm rõ mức độ tham gia, xác định các công việc và nhiệm vụ cụ thể, hiểu ý nghĩa của năng suất, chất lượng và sự hài lòng, tuyển dụng, giáo dục, khen thưởng khách hàng, xác định và tuyển dụng các phân khúc thích hợp, giáo dục khách hàng về vai trò của họ, cung cấp lý do để tham gia, thưởng hiệu suất của khách hàng, quản lý hỗn hợp, đánh giá tính tương thích của các phân đoạn, có cô lập các phân đoạn không thích tương thích, tăng cường khả năng tương thích của phân khúc. Để hiểu rõ hơn thì mình sẽ đi sâu hơn về các bước này. Về xác định vai trò của khách hàng thì trong việc phát triển các chiến lược nhằm giải quyết sự tham gia của khách hàng vào việc tạo ra và cung cấp dịch vụ, trước tiên thì tổ chức xác định loại hình tham gia nào là mong muốn của khách hàng, những gì khách hàng có khả năng làm và các khách hàng mong muốn tham gia. Trong tổ chức có thể quyết định rằng thì họ sự hài lòng và mức độ tham gia của họ yêu cầu khách hàng nhưng muốn làm cho việc tham gia hiệu quả hơn. Mình có ví dụ như là Challenge Squad đó luôn khẳng định vị thế của mình là một công ty có khách hàng tham gia nhiều vào các quyết định đầu tư cá nhân của họ và nó truyền đạt rõ ràng vai trò này đến khách hàng. Định vị của công ty đối với sự tham gia cao của khách hàng và tự phục vụ để phục vụ theo thời nhưng vai trò hiện các của khách hàng đã thay đổi khi mức độ tham gia mong muốn đã rõ ràng thì tổ chức đã xác định cụ thể hơn về vai trò và nhiệm vụ của khách hàng, đòi hỏi phạm vi các vai trò nhiệm vụ có thể được bối cảnh cụ thể.
Mặc dù đào tạo chính thức và thông qua bằng các văn bản thường được cung cấp trải nghiệm dịch vụ, nhưng các chiến lược khác thì có thể tiếp tục xã hội hóa khách hàng trong chính trải nghiệm đó. Tại chỗ khách hàng yêu cầu hai loại định hướng, thì định hướng về địa điểm giống như là tôi đang ở đâu, làm thế nào để tôi đi từ từ đến từ đây đến đó, và định hướng về chức năng thì tổ chức này hoạt động như thế nào và tôi phải làm gì. Về khen thưởng cho khách hàng đã đóng góp của họ thì phần thưởng có thể là dưới hình thức tăng cường kiểm soát quá trình, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền và lợi ích về tâm lý hoặc là chất lượng. Ví dụ như là một công ty CPA yêu cầu khách hàng hoàn toàn có thể biểu mẫu mở rộng trước khi họ gặp kế toán của họ. Nếu các biểu mẫu được hoàn thành thì CPA sẽ có ít nhất một công việc phải làm, khách hàng sẽ được thưởng với một số giờ lập hóa đơn ít hơn. Tránh kết quả tiêu cực của khách hàng không phù hợp khi tham gia là khách hàng có thể không nhận ra lợi ích và phần thưởng của việc tham gia hiệu quả trừ khi tổ chức làm cho họ thấy rõ những lợi ích đó. Nói cách khác thì tổ chức sẽ làm rõ lợi ích phụ thuộc vào kết quả hoạt động có thể tích lũy cho khách hàng, cũng như xác định và lợi ích phụ thuộc vào việc hiệu hiệu suất của nhân viên. Về quản lý hỗn hợp thì bởi vì khách hàng thường xuyên tương tác, tôi gửi qua slide đi thôi. Quản lý hỗn hợp khách hàng là bởi vì khách hàng thường xuyên tương tác với nhau trong quá trình sử dụng dịch vụ và tiêu dùng, thì một mục tiêu chiến lược quan trọng khác đó là quản lý hiệu quả nhóm khách hàng đồng thời trải nghiệm dịch vụ. Mình có ví dụ giống như là sinh viên đại học độc thân muốn tùy tùng và gia đình có con nhỏ muốn yên tĩnh, thì có thể thấy rằng hai cái nhóm này là không hợp nhất. Tất nhiên có thể quản lý phân đoạn này để chúng không tương tác với nhau bằng cách là xếp chúng vào phần riêng biệt hoặc là bằng cách thu hút hai phân đoạn vào các thời điểm khác nhau trong ngày phục vụ trong ngày. Thì quá trình quản lý nhiều phân đoạn và đôi khi xung đột hay gọi là quản lý tính tương thích, thì sau đây em xin mời bạn thuyết trình tiếp theo. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe. Chào thầy và các bạn, em xin được thuyết trình phần tiếp theo của nhóm là quản lý khả Bạn vừa năng trình tương bày thích. là Bích Ngọc đúng không? Anh hay là Ngọc Bích? Dạ, Ngọc Ngọc Bích Bích. đúng không? Ok. Rồi, mời bạn Thủy. Dạ, em xin được thuyết trình phần tiếp theo là quản lý khả năng tương thích. Trong quá trình quản lý thì nó có nhiều phân đoạn và đương nhiên là sẽ có những cái xung đột xảy ra, thì đây được gọi là quản lý khả năng tương thích. Đây là một quá trình thu hút những cái người tiêu dùng khách hàng về với môi trường dịch vụ của tổ chức. Và sau đó, tổ chức có nhiệm vụ là phải quản lý cả môi trường vật chất lẫn khách hàng, gặp gỡ khách hàng để có được những cái cuộc trao đổi thỏa mãn, giảm thiểu những cái giải đáp thắc mắc và hiểu lầm của khách hàng đối với tổ chức của mình. Đây là cái bảng nói về những đặc điểm dịch vụ làm tăng tầm quan trọng của các phân đoạn tương thích. Đặc tính đầu tiên là khách hàng đang ở gần nhau. Có một ví dụ khi ở trong một sự kiện thể thao, ví dụ như có một trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình, khi có những người bên cạnh cổ vũ thì có những người bên cạnh mình cổ vũ thì mình sẽ là bị ảnh hưởng bởi cái sự vui nhộn đó, và
bị ảnh hưởng bởi những hành vi, bởi vì đang ở khách hàng đang ở đặc tính tiếp theo là tương tác bằng lời nói diễn ra giữa các khách hàng. Đây là một ví dụ như ở trong một nhà hàng thì đương nhiên sẽ có những cái cuộc trò chuyện giữa các khách hàng với nhau hoặc là giữa nhân viên và khách hàng, và cuộc trò chuyện này có thể là sẽ có những thành phần thỏa mãn hoặc là có những cuộc gặp gỡ không hài lòng. Đặc tính thứ ba là khách hàng đang tham gia nhiều và đa dạng các hoạt động. Ví dụ như ở một câu lạc bộ sức khỏe thì có rất là nhiều môn thể thao như bóng đá hay bóng chuyền hay cầu lông. Nó cùng xảy ra trong trong diễn ra cũng trong cùng một lúc, và đương nhiên là các hoạt động này nó sẽ không tương thích với nhau. Dịch vụ đặc tính thứ tư, dịch vụ thu hút sự sự không đồng nhất. Chúng ta có thể thấy ở các công viên quảng trường như quảng trường Lâm Viên thì tại vì ở dưới đó là có các siêu thị nên có rất là nhiều môi trường dịch vụ như mua sắm hay xem phim hay chơi game, thì nó phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Ví dụ như mua sắm thì phù hợp với những người phụ nữ, hay xem phim thì phù hợp với các bạn giới trẻ. Có một đặc tính nữa là dịch vụ cốt lõi là tương thích. Dịch vụ cốt lõi thì là sắp xếp và nuôi dưỡng các mối quan hệ tương thích giữa các khách hàng, ví dụ như các nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Khách hàng thỉnh thoảng phải chờ dịch vụ thì đây là hiện nay thì các công ty về doanh nghiệp mức độ quan trọng của dịch vụ khách hàng được đánh giá là đơn giản, được đánh giá đơn giản là một hoạt động không thể thiếu. Trong đó cái việc giải quyết đơn hàng hay chăm sóc khách hàng hay gửi trả đơn hàng là các ví dụ điển hình cho các mức độ này. Và tổ chức thì cần biết quản lý và tạo điều kiện cho khách hàng của mình phát triển các chiến lược để tăng cường cái sự tham gia của khách hàng. Qua chương này thì tập trung vào vai trò quản lý trong việc phân phối tạo ra hình thành giá trị dịch vụ. Khách hàng là những người mà tham gia vào quá trình tạo ra sản xuất và phân phối dịch vụ. Khách hàng có thể thực hiện các vai trò chính. Họ là nguồn lực sản xuất cho tổ chức, hay họ là những người đóng góp và chất lượng, sự hài lòng và giá trị. Các đối thủ cạnh tranh trong việc thực hiện dịch vụ cho chính họ. Và qua chương này thì mong mọi người có cái nhìn khác hơn về vai trò của khách hàng trong cung cấp dịch vụ. Em xin hết, em cảm ơn ạ. Ok. Rồi, xin cảm ơn phần trình bày của nhóm. Thì thực ra là cái phần này nó là một cái phần cũng khá là quan trọng liên quan đến cái việc là cái vai trò của khách hàng trong việc cung cấp trong việc là tham gia vào cái việc chuyển giao và cái dịch vụ. Thì như các bạn đã thấy trong cái phần trình bày của nhóm thì nhóm cũng đã chia sẻ một số các cái nội dung. Như vậy thì liên quan đến cái phần này và trong đó thì mặc dù là nhiều các cái nội dung nhưng mà cơ bản là các bạn phải nắm được một vài những cái nội dung quan trọng là thế này. Thứ nhất là các bạn thấy rằng là chúng ta phải khẳng định một cái điều rằng là cái vai trò cực kỳ quan trọng của khách hàng trong cái vấn đề là họ sẽ tham gia vào trong cái quá trình hình thành nên những cái giá trị của dịch vụ. Khác với lại doanh nghiệp sản xuất thì cái việc mà sản xuất làm nào tạo ra sản phẩm đó là cái việc của doanh nghiệp. Nhưng mà với dịch vụ đó thì rõ ràng rằng là khách hàng họ sẽ tham gia vào cùng với chúng ta với cái việc này như một số các cái ví dụ mà nhóm đã phân tích. Do đó thì bạn cần phải hiểu biết về cái vai trò của khách hàng. Bạn cần phải xem thử rằng họ có sẵn lòng hay không, cái năng lực để thực hiện cái vai trò của họ như thế nào, cái lợi ích mà khách hàng sẽ đạt được khi mà họ cùng thực hiện
cái quá trình tạo ra dịch vụ đấy cùng với mình. Và một cái điểm rất là đặc biệt ở đây nữa, các bạn lại thấy rằng là cái vai trò của mình chọn cái phân khúc khách hàng để mình phục vụ, cùng một phân khúc, cùng một nhóm khách hàng, thì các bạn sẽ thấy rằng cái sự tương tác giữa họ, cái sự hỗ trợ hoạt động của họ để mà mang đến cái trải nghiệm dịch vụ tốt nhất thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều khi mà chúng ta không có một cái phân khúc khách hàng rõ ràng, và nó làm cho cái sự nhiễu hoặc là cái sự khó chịu của những khách hàng khác khi mà họ không cùng một cái phân khúc với nhau. Cho nên là bất cứ một cái hoạt động gì cũng vậy, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, thì các bạn thấy rằng là cái vai trò của việc chọn phân khúc và sau đó định vị cái dịch vụ của mình phù hợp với phân khúc đấy là cái điều mà một lần nữa nó rất là quan trọng để khẳng định cho các bạn thông qua cái chương này. Chính vì lẽ đó thì các bạn thấy rằng là việc quản lý và tạo các cái điều kiện thuận lợi cho khách hàng một cách tốt nhất trong quá trình thực hiện cái dịch vụ đó thì là một trong những thách thức rất là lớn đối với các cái doanh nghiệp mà làm trong lĩnh vực dịch vụ. Chính vì lẽ đó thì đứng góc độ là một nhà quản lý thì các bạn phải làm rõ và phải thấy rõ cái vấn đề này để làm sao đó mà làm nổi bật lên cái vai trò quan trọng của khách hàng, mang đến những cái nguồn lực cho doanh nghiệp mình, mang đến cái sự đóng góp ý kiến, những cái trải nghiệm của họ cho cái chất lượng dịch vụ, cho cái sự hài lòng của doanh nghiệp mình, và đồng thời thì cũng sẽ giúp cho khách hàng như là những cái cơ hội để các bạn có thể là cạnh tranh lại với các cái đối thủ, cũng như là cơ hội để chúng ta cải thiện các cái dịch vụ của mình khi mà cái môi trường cạnh tranh một cách rất là khốc liệt như hiện tại. Và một trong những nội dung rất là thú vị của cái chương này mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là cái vấn đề về self-service technology, cái công nghệ tự phục vụ. Và đấy là một trong những xu hướng của cái việc mà các bạn mang đến những cái trải nghiệm mới, mang đến những cái việc cung cấp dịch vụ theo một cách tiếp cận nó chuẩn chỉnh hơn cho khách hàng. Thì các bạn biết rằng là trong quá trình mà cung cấp dịch vụ đó thì có những công việc mà nếu nhân viên họ làm, chúng ta có thể giải phóng nhân viên bằng những cái máy móc, bằng những công nghệ, thì nó sẽ mang đến cái sự chuẩn hóa dịch vụ tốt hơn và nó sẽ giảm tải đi những cái áp lực cho nhân viên, cũng như là cái sự không 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 ổn định về chất lượng dịch vụ khi mà cái nhân viên họ tham gia vào. Nên là những cái khâu nào mà có thể sử dụng được công nghệ thì các bạn thấy rằng là hiện nay các cái doanh nghiệp họ khai thác một cách tối ưu, ví dụ như là check in tại các cái kiosk, ví dụ như là máy ATM rút tiền và gửi tiền. Hiện nay một số ngân hàng ở Việt Nam đã triển khai ATM mà các bạn có thể gửi tiền tiết kiệm bằng 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 máy ATM luôn, không cần phải tới quầy. Rồi các cái dịch vụ về ngân hàng trực tuyến, bạn chuyển tiền đúng nào, check tài khoản này kia thì đều bằng hệ thống online, vân vân. Và thậm chí cái dịch vụ siêu thị, ở một số các cái nghiên cứu, ở một số các cái thử nghiệm gần đây thì họ cũng đã đưa ra những cái siêu thị là self-service technology, ví dụ như là Amazon Go mà thầy đã post video lên ở trong cái phần chuyên đề 7 cho các bạn đấy. Đó là một cái thử nghiệm mới của Amazon Go và không có nhân viên phục vụ, không có cái hệ thống chờ đợi để tính tiền. Các bạn chỉ cần là gì? Tải app, tích hợp cái tài khoản trên Amazon Go và các bạn đi vào chọn bất cứ cái sản phẩm nào, sau đó các bạn đi ra và mọi thứ sẽ automatic. Các bạn không cần phải, gần như là không có sự xuất hiện của nhân viên phục vụ, vân vân. Thì đấy là một cái chủ đề mà rất là thú vị và các bạn cần phải nghiên cứu kỹ. Và những cái khâu nào, những cái hoạt động nào mà mình có thể làm tăng cái sự tương tác của khách hàng thông qua cái sự hỗ trợ của công nghệ thì các bạn cần phải tập trung. Và làm sao mà, tuy nhiên mình phải xác định rằng là đối tượng khách hàng nào để phù hợp với những cái công nghệ nào, và cũng phải có những khách hàng mà họ không có sẵn sàng với công nghệ hoặc là họ khó khăn với tiếp cận thì mình phải có những cái sự hỗ trợ họ. Đấy. Thì đấy cũng là cái điều mà các bạn lưu ý ở trong cái chương này là Sales Service Technology. Đấy. Vân vân. Thì đấy là một số cái nội dung mà thầy muốn chia sẻ gút lại với các bạn, vì liên quan đến cái phần này thì thời gian nó cũng không có nhiều nữa, nhóm trình bày nó hơi dài cho nên là chúng ta sẽ không có cái phần đặt câu hỏi cho cái phần này. Về 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 cái nội dung của nhóm đó, thì so với cái bài dịch của nhóm thì nhóm này có cái phần dịch thuật và format định dạng này kia thì nó tương đối ổn hơn so với nhóm 11, so với ở chương 11. Tuy nhiên thì một số phần các bạn cũng cần phải chỉnh lại, đặc biệt là một số các cái thuật ngữ, một số các cái cụm từ ở trong cái bài của mình thì các bạn sẽ xem lại để rà soát lại. Còn về slide thì các bạn làm hơi 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 dài và những cái không cần thiết, những nội dung nào mà mình chỉ list ra thôi thì mình không cần phải nêu vào quá chi tiết. Thay vì như vậy thì nên bổ sung thêm một số các cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung hơn, thì nó sẽ làm cho cái phần trình bày của mình nó hay hơn.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ chúng ta sẽ kết thúc ở đây.